Hello, xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì chị rất là exciting, nôn nao. Hôm nay thì con gái Út đi thi bằng lái xe. Hôm nay thì lần đầu tiên con đi đổ xăng, rồi xong rồi có hẹn đi DNV để thi. Bây giờ con gái chở mẹ đi, đi bằng chiếc xe này, xe mình tự lái luôn, mình chạy lên đó. Rồi, let's go con. Con gái đang chở tới DNV trên đường Hoover. Ở đây là mình phải đăng ký trước. Hôm nay có hẹn lúc 2 giờ chiều. DNV của thành phố Westminster. Đây là cái cổng trước. Trước mình vô cái này đó. Bây giờ mình đi vòng lại cái chỗ đậu xe. Hôm nay thì mình sẽ dùng chiếc xe của mình để mình đi thi luôn. Mình có thể mướn người dẫn đi thi là 100 đồng đi xe của người ta, nhưng mà mình có thể dùng xe của mình. Mình đi thi. Chỗ này là chỗ để khi mà chạy thi xong á thì về đó đậu. Bây giờ mình kiếm chỗ đậu xe. Đây là cổng trước của DNV. Đây là bãi đậu xe, mình phải đậu xe, sau đó thì mình đi vào cửa bên hông này. Mình check in, nộp giấy tờ bảo hiểm bằng lái của cha mẹ hoặc là người dẫn đi, thì mình đi cửa bên hông này, rồi sau đó check in xong thì mình mới đi ra chạy xe. Quay cho các bạn xem, trong DNV lúc nào cũng đông người lắm. Đây là chỗ mình đăng ký rồi. Tới cổng này mình đi vào là mình xếp hàng mình đợi thôi. Giúp mình chỉ cần cái bằng lái xe của cha mẹ hoặc là của người mà dẫn mình đi thi. Hôm nay mình có cái gì mình không? Con hỏi vừa tấm hình á, mình có cần phải chụp hình lại không? I was also wondering if I pass it, do I retake, can I retake my ID picture? No. No. If you pass it, then if I'm here, you remind me before I process it. Okay, thank you. But you got passed. Yes. Yeah. She's very confident now. Exciting too. After I sign up, and I can go get the car and drive around you. Yep. Once I finish this, then you're gonna drive. You'll be in the passenger seat. Yeah. Okay. Mình phải ghi danh trước. Sau đó mình mới đi ra get line đợi. Tí là con có thể chụp hình lại ha. Nếu mà hình mà mình không thích cái hình lần đầu tiên mà mình thi bằng viết á, thì mình có thể chụp lại hình khác. I just changed my hair color. Yeah. Mình phải làm fingerprint. Hình lúc trước cũng đẹp, nhưng mà con muốn bây giờ con đổi màu tóc rồi, nên con muốn chụp hình lại. Đây cho cả nhà mình xem, ở trong này rất là đông. Ở đây cũng có một bạn này cũng đang đợi. Đây là những cái bảng số xe mà mình làm theo yêu cầu của mình, để tên hoặc là mình để số gì đó mà mình thích. Mỗi năm thì mình phải đóng thêm tiền. Bảng số xe mình có thể tùy từ 50 cho tới 100. Ở chỗ bên đây thì mình làm những cái bằng lái. Mình cũng lấy hẹn rồi vô đây đứng cái line đợi. Còn nếu mà bằng viết á, thì mình chạy xe đó thì mình có cái cửa bên hông bên kia. Hôm nay thì cũng không có đông lắm. Thường là đứng get line ở phía ngoài này luôn. Đậu xe đông quá cho nên là hai mẹ con đậu ở ngoài. 1, 4, 8,
giờ mình đi ra mình lấy xe rồi chạy vào cái line để mình đợi. Sau khi mình check in xong rồi, cái cửa bên hông chỗ này nè, bây giờ mình đi qua đây để mình đứng đợi. Ở trước mình còn mấy chiếc xe nữa. Đợi giám khảo ra. Chạy vòng vòng, cho con chạy vòng vòng. Mẹ đứng ngoài, mẹ đứng ở đây mẹ đợi con á. Bên góc bên đây là đường Hoover nè các bạn. Giữa đường, trên đường Hoover, giữa đường Charles và đường Westminster. Đây là cái địa điểm. Phía trước mình cũng còn mấy chiếc xe nữa. Cũng chạy chiếc minivan luôn à. Thi bằng chiếc minivan. Đây là những ba mẹ ngồi đợi. Ba mẹ hay là những người dạy lái xe đó. Có hẹn 2 giờ, hồi nãy mình tới sớm 10 phút. Mà hôm nay cũng đông. Cho nên là bây giờ là 2 giờ 12 phút rồi. Phía trước mình còn 3 chiếc xe nữa. Ba học sinh đang đi đợi để thi. Thì những cái giấy tờ nếu mà con dưới 18 tuổi đó thì con cần phải có chữ ký của người dạy lái xe. Ký con phải lái với người đó là 6 tiếng. Rồi phải đợi đủ 6 tháng. Còn nếu mà con trên 18 tuổi thì con lấy bằng viết xong á thì con không có cần phải đợi, con có thể thi bằng lái liền luôn. Nhưng mà dưới 18 tuổi thì con phải đợi sau khi lấy bằng viết 6 tháng. Cô giám khảo từ trong đi ra, cái xe lên lên trước. Ở bên cạnh là người trên 18 tuổi, cha mẹ lái xe. Lái chấm thi, cái người thảo nguyện cũng là giám khảo chấm thi luôn. Kiểm xe. Ngoài ra thì tí nữa người chấm thi sẽ hỏi là cái quạt nước ở đâu, đèn đèn gọi, đèn chiếu và đèn pha như thế nào, những câu hỏi về về xe thôi. Rồi. Giám khảo tới người chấm thi. Với con gái rồi. Hôm nay thì con gái lấy chiếc xe này để đi thi. Và trong vài năm đầu thì cho con chạy chiếc xe này. Xe này đã gắn bó với daddy là cũng mười mấy năm rồi. Chị hai lái xe này cũng 3 năm. Bây giờ tới bé Út. Bây giờ giám khảo thì họ nói những điều lệ. Trước khi chạy những điều lệ này thì con đã học rồi, con đã biết rồi. Yeah.
Ok, bye baby, good luck con. Ủa anh Long hồi nãy con anh là giám khảo nam hay nữ vậy? Nam à? Việt Nam không? Dạ hả? Ủa còn chiếc xe trên đó là... hồi nãy giờ em thấy cũng lâu rồi đó. Giờ phải đợi xe đó chạy thì xe này mới chạy được chứ. Đứa Út em á. Dạ, còn đứa lớn thì 20 rồi. Anh đây 17 tuổi anh. Dạ. Dạ. À, bây giờ nó đang học college rồi đó. Nhảy lớp. Đúng năm 12, 10 học lớp 12 đó. Dạ, học trường Fountain Valley. Con anh học ở đâu? Ờ dạ. Rồi, con gái chạy đi rồi đó. Dạ, con em thì nó thi lấy cái test. Dạ. Cái này là những cái information để cho những người cha mẹ mà lần đầu tiên, cái này là em đứa thứ hai rồi. Đứa thứ hai mà mấy năm rồi em cũng quên đó, hồi nãy đúng ra phải mình đậu xe rồi mình vô trong mình sign in. Rồi đâu có quên, em cũng chạy theo cái line này. Không được. Phải. Dạ. Anh có hẹn mấy giờ vậy? Đi ra đây thì gặp cái anh bạn. Đây là giám khảo của xe phía sau của con. Xe này thì cái bạn này bản độ, bản tin cái mặt trước của xe. Xe này đặt Cadillac. Thì giám khảo này, người chấm thi này không đồng ý. Không biết là có cho đi thi tiếp hay không, hay là bắt đi về để đổi xe khác. Cái giám khảo hồi nãy là kiểm tra kỹ, không có cho mình phải, trước tiên mình đi lái là mình phải pass qua những cái điều lệ về cái xe, cái đồ an toàn của xe. Nếu mà mình pass qua hết những cái đó thì mình mới đi được đi thi lái. Tới đây thì gặp anh Long thợ chụp hình cũng ở đây, cũng dẫn con đi thi, con trai cũng 17 tuổi. Bây giờ hai anh em ngồi đây bàn chuyện thời sự. Chờ kết quả. Kết quả vui vẻ. Con, dạ. Con gái em thì rất là tự tin. Nói hồi nãy trên đường đi lên đây nói là con phải nhớ nha. Nói mẹ ơi, mẹ đừng có nói chuyện được không? Để con bình tĩnh. Tới lúc tự nhiên con cần sự bình tĩnh. Bình tĩnh chạy giống như mấy bữa. Con gái em là không có chạy đường local nhỏ nhỏ nha, toàn là muốn chạy đường lớn thôi và chạy freeway. Mình chạy freeway chưa? Mày freeway là đi làm freeway không đó? Dạ. Dạ. Là em ngồi kế bên, con em ra freeway lâu rồi. Ồ vậy hả? Mấy em cũng gan dữ. Ông xã em thì sợ, nhưng mà tại hôm trước đó là em mướn cái người hướng dẫn con đi ra freeway đó. Là có thì chạy em phải đi, thì 6 tiếng tổng cộng thôi. Ủa, 6 tiếng tổng cộng. No, rồi. Em hướng dẫn freeway đi. Thì đó, nhưng mà em thêm 2 tiếng nữa là 8 tiếng. 2 tiếng là 8 tiếng. 2 tiếng chạy freeway.
Dạ, thì vậy thì phải gian chứ. Mình nghĩ không, mà khi mà con em á, mà nó cảm thấy là nó chạy được á, cái tính nó giống như em, khi mà muốn mình nhắm làm được á, là nó sẽ thấy. Bởi vì em nó ok, nếu mà con cảm thấy tự tin là mẹ ok. Mà ngồi dưới ngồi cũng thót tim lắm. Dạ. Yeah. Tại vì tụi nó chưa đủ kinh nghiệm. Dạ. Yeah. Đoán uh-huh. Mà đúng rồi. Thì mình cũng về em thấy không mà chạy thì thường là em cho chạy lúc đầu là chạy cuối tuần. Anh Dũng à? Người mẹ anh Dũng luôn à? À tí nữa là sao tí người chơi là hai tí cho mình chạy đi quê ngồi chở luôn. Không mà cũng phải chạy thời gian rồi. Dạ yeah, em cũng phải cho nó chạy thời gian mà chạy trong cái đường lớn á, nó em muốn chạy vòng vòng trong xóm đó. Con không muốn trong xóm, con muốn chạy ra đường giống như nhà mặt gia đình. Đi học là đi được biết. Dạ. Nhưng mà mắt chỉ bấm được tới 45-50 thôi. Đã chạy 50 là mình đã thấy hơi quỳnh quỳnh. Dạ. Không sợ em nói là ngồi kế bên đó bị đau tim, mình phải cho con mình ấy thôi. Ủa xong rồi hả? You make it. Chúc mừng con, đây con của anh Long. Okay, so I need to take this to window 1. The car's over there. You need to move it. Oh, okay. I will take this to window 1. Ơi, con trai của anh Long là thi đậu rồi. Bây giờ đi ra ngoài này đợi con gái về coi. Thế bây giờ thường là sau khi đi với người giám khảo chấm thi thì xe về sẽ đậu bên hông đây. Ok, ba anh Long chúc mừng nha. Dạ em đang đợi kết quả của con gái em. Dạ, ok, I hope so. Dạ. Yeah. Tí nữa khi mà giám khảo về đây là đậu cái hàng ở ba đây, những chiếc xe ở đây nè, để cho những em thi đậu hay là không đậu cũng vào trong này. Tại vì ở ngoài Bắc Kinh ngoài kia là rất là đông. Bây giờ mẹ hồi hộp, không biết con như thế nào, nhưng mà con rất là tự tin luôn. Thì mẹ cũng hy vọng là con sẽ đậu. Thì lúc chị đi thi thì cũng tới đây. À, đây có một giám khảo mới đi về với học sinh. Con gái lái xe về rồi nè. Bây giờ không có chỗ đậu xe rồi, con phải đi vòng qua bên hông cái building. Đây thì có một người thi bằng lái mà cũng lớn tuổi rồi. Cái cô này là cô giám khảo. Mà nãy giờ thấy ngồi lâu quá trời luôn, chắc là ông này chắc rớt quá. Lớn tuổi quá mà cũng vẫn còn đi thi bằng lái đó. Giờ con gái là về chắc là phải đậu bên hông đây. Ở phía sau này có mấy chỗ để cho những học sinh về đậu. Ở đây đông lắm. Con gái nè. Chờ tin vui, chờ tin vui. Chiếc xe này đi thi về cùng một lúc, đi chừng khoảng 15-20 phút thôi, chạy lòng vòng. Thì chắc là cô xem những điểm đúng điểm sai. Bây giờ chấm điểm, bắt đầu giám khảo này chấm điểm rồi đó. Chị lúc nào cũng nói với con là con phải tự tin, phải, nếu mà mình có thi không được lần này thì mình thi lại lần sau. Đây cũng là một cái bài học cho mình luôn. Ở
không biết là được bao nhiêu điểm để sai. Coi như hai chiếc này nãy giờ giám khảo ngồi đợi cũng lâu rồi đó. Bây giờ vẫn còn người tới đi thi nè. Và bên này thì cũng có một chiếc xe đang đợi phía sau. You pass. Yeah. Chúc mừng con gái. Ông cho mẹ quay luôn nè. Ok, đi vô lên chụp hình. Dạ, yeah, chúc mừng con. Sai bao nhiêu câu? Sai bao nhiêu? 5. 5. Yeah. Good job, baby. Oh my gosh. I'm so proud of you. Yeah, finally. Bây giờ mình đi lên cái cửa bên đây nè con. Yeah, bây giờ sau khi mình thi đậu rồi, đậu xe ngay đó, bây giờ mình đi qua đây. Con gái muốn chụp hình lại để cái ID á. Thì mình đi vòng ngược lại cái cửa bên hông này. I'm so, I know, you make it. Good job con. Rồi, đi vào bên trong chụp hình nha. Wow, bây giờ đông quá chừng luôn. Gọi là beginner etc bla bla bla, nhưng mà nó là những cái minor thôi. À, những cái minor quan trọng thì nó chỉ nhắc chừng oh. Ở đây là có ghi giám khảo nè. Dạ, giám khảo này thì ghi cái lỗi sai là 4 lỗi của con em, không thấy ghi gì hết. À, turn nè, gap or limit line nè. Gấp là sao? Cái đó là sao? Là à, gấp quá hả hay sao? Đúng rồi, có nghĩa là khi mà nó đi nó đi nó không biết đều theo cái đường cung, cái đường cua đó. À, hoặc là xa quá là con có chụp hình lại không? Con cái này của nó mà. Ờ thì đó. Chỗ này nhìn vì là lúc nào cũng đông á. Bây giờ là 3 giờ 11 phút rồi. Coi như mình tới đây cũng cần 1 tiếng rưỡi. Coi như xong xuôi hết. Bây giờ đang đợi để chụp hình lại và lấy làm giấy tờ. Coi như mình có cái bằng tạm, rồi sau đó họ sẽ gửi bằng lái chính thức về. Con làm cái ID, real ID luôn phải không con? Trước mình còn một bạn nữa là tới mình rồi. She make it. Yeah, con muốn chụp hình lại nè. Ở bên đây là làm ID mà giống như là mình hiến tặng đó, hiến tặng nội tạng. Thì cũng giống như chi là khi mà cái ID nó về là có đây, trong cái bằng lái của chi nè, có cái chữ là donor, là mình hiến tặng nội tạng của mình. Nếu mà mình qua đời thì đôi mắt của mình, tim, gan thì mình sẽ hiến tặng cho những người nào đó cần. Thì họ sẽ đóng cái dấu ở trong cái bằng lái xe của mình ở đây. À, cái chữ màu hồng ở dưới này nè. Lúc đầu thì chị cũng sợ, thấy nó không dám, nhưng mà bây giờ mình quyết định nếu mà mình sống cuộc sống khỏe mạnh healthy thì nội tạng mình cũng rất là cần. Khi mà mình mất đi rồi thì một người nào đó người ta cũng sẽ cần. Con đang hỏi là có thể có tờ giấy tạm rồi sau đó. Okay, gotcha. And then in the meantime, there's like the temporary. Sau đó thì cái real ID sẽ gửi về. Mình phải đi ra phía sau để mình chụp hình. Đi vòng ra phía sau cái chỗ chụp hình chỗ khác. Rồi xong mình mới vòng lại cái cửa sổ đó để mình làm giấy tờ lại. Thì sẵn đây chị cũng muốn nói là khi mà sau khi mình có bằng viết
sau khi đậu bằng viết á, thì mình đăng ký đi thi dưới 18 tuổi thì phải đợi 6 tháng thì họ mới cho mình ngày để mình đi thi. Mà họ có thể, mình có thể lấy hẹn là 3 tháng trước khi ba tháng trước đó thôi, chứ không có cho mình lấy, tại vì ở đây cũng rất là đông. Ở chỗ này là cái khu vực chụp hình nè, driver permit. Bây giờ là cũng vẫn còn đông luôn. Sau khi chụp hình rồi mình về lại cái window, cái cửa sổ hồi nãy để làm giấy tờ bằng lái tạm, rồi sau đó họ sẽ gửi bằng lái chính về nhà cho mình. Sau khi mình chụp hình xong thì quay lại làm giấy tờ kết thúc. This is your interim driver's license. You can use this to drive to the Taipei. Coi như là cái này là giấy. Okay, amazing. Then keep this for your records as proof that you passed. Okay, thank you so much. Coi như khoảng 2 tới 3 tuần thì bằng lái sẽ về. Bây giờ con tạm thời thì có tờ giấy. Chúc mừng con gái. Rồi bây giờ là con có thể tự lái một mình rồi. Đi, xe mình đậu ở đây. Coi như 5 giờ thì ở đây đóng cửa, nhưng mà vẫn còn, bây giờ là mới có 3 giờ rưỡi thôi. Giờ mình tới đây lúc 1 giờ 50. Và anh lấy xe. Đây là những chiếc xe đi thi. Nãy giờ ảnh cũng vô đây đứng đợi luôn nè. Con trai đậu rồi, con gái mình cũng đậu luôn rồi. Mừng quá. Mừng nhé. Bớt đưa đón, bớt làm. Coi như cái job Uber của em bị thất nghiệp rồi đó. Em cũng làm Uber một thời gian cũng lâu lắm á. Đứa nhỏ nhất hả? Tập thở phào nhẹ nhõm luôn. Coi như là chiếc xe này là có thể belong to con rồi đó. Là của con có thể lái xe đi làm, đi học, như chấp Uber của ba mẹ. Đi thất nghiệp rồi, con không cần ba mẹ chở con đi học nữa. Đi học và đi làm. Rồi, tạm biệt DNV. Chúc mừng con gái, rất là vui luôn. Mình đi qua đường này về cũng được nè con. Kể từ bây giờ là con chính thức lấy xe chính thức một mình. Bây giờ là đi đâu cũng phải có mẹ đi chung. Phi quay không? Chỉ đi chạy những cái đường nhỏ này thôi hả? Local thôi hả con? Đây là đường Hoover. Góc này là Westminster. Tại lâu lắm rồi mẹ không nhớ, là chỉ đi những cái local vòng vòng ở đây thôi, không có ra freeway. Đây là đường Beach Boulevard. Con đường này là lớn. Như con đi thi thì cứ cái gì giống như thi vô đại học cũng vậy.
đi thì cái kiến ở phía trước này nè, thì cái thằng boy đó nó thiên cái kiến này nè, kiến họ đuổi về không cho đi thi nữa, phải về coi như phải lấy hẹn lại đó, mất thời gian lắm, muốn lấy hẹn lại là cũng phải mấy tháng sau mới có hẹn. Nếu mà mình thi, nếu mà người ta mà thi rớt thì mình có phải đóng tiền lại không con? Thi có một lần là chị hai cũng đậu, lúc mà mẹ mới qua Mỹ cũng vậy, mẹ thi một lần là mẹ đậu bằng lái luôn. Bây giờ đang trên đường đợi để quẹo rừng đi về nhà, còn cái xe truck ở phía trước bạn thấy không, chở đồ quá trời luôn, chở giấy tờ nguyên một cái container luôn. Con vừa đi học mà vừa đi làm mà con đã bài vở của con đã làm xong xuôi trước hết rồi, rất là giỏi. Hồi nãy cái chú bạn mẹ đó thì chú nói là con của chú bằng tuổi con đó, con chú vẫn còn học lớp 12, mẹ nói là con đã vô đại học năm thứ nhất rồi. Chú nói ủa sao hay quá vậy, Asika là ở đâu con hả? Con gái hồi trưa đây, trước khi đi thi là ăn trưa rồi, giờ không có đói bụng hết con, đi ăn chúc mừng con, hay là mai mình đi cũng được ha. Ngày mai cho con chọn nhà hàng nào, ngày mai con có đi làm không? Thì con đi học xong rồi mình đi ăn ha. Hôm nay thì chị rất là vui khi con gái đã hoàn thành bước ngoặt cuộc đời khi con được lái xe chính thức có bằng lái, và tới tháng 3 là con 18 tuổi là con thành người lớn. Nhưng mà hiện tại con 17 tuổi mà con đã vào đại học và con vừa đi làm vừa kiếm tiền. Mẹ rất là tự hào về con, vừa học vừa đi làm rất là cực. Mà con muốn như vậy, con muốn tiết kiệm tiền, con để dành tiền để con có thể đầu tư. Rất là giỏi luôn, giỏi hơn mẹ. Mẹ năm trước là 18 tuổi là mẹ đi học đại học, thì ông ngoại vẫn cho tiền mẹ để mẹ đi học. Bây giờ thì con vừa đi học vừa đi làm để dành tiền, thì đi học thì ba mẹ vẫn trả tiền cho con. Con nói giờ con có bằng lái rồi, ba mẹ có thể tự đi chơi được rồi, con ở nhà con đi làm đi học mình con. Bây giờ con đã thành người lớn thì mẹ cũng rất là yên tâm. Okay, cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui, sức